chấn động. Tiên tri báo trước cực chính xác, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Gặp thời Phất mạnh, đón vận may liên tiếp, ôm trọn lộc trời cho, nghèo khó mấy cũng đổi đời đại gia. Kênh Minh Đường Tử Vi xin kính chào quý khán giả đã đến và quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý khán giả luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích, để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Đinh Mùi sinh 1967 thân mến, mọi người thường nói rằng mỗi người đều có một số mệnh riêng biệt, một số phận riêng với những biến động khác nhau. Có người gặp phú quý, có người phải đối mặt với khốn khó và cũng có người may mắn và không may mắn. Ý nghĩa là số mệnh do chính chúng ta tạo ra và hạnh phúc được tìm kiếm từ bản thân. Mặc dù vận may của một người có thể do trời ban, nhưng số phận cuộc đời lại là kết quả của những nỗ lực mà người đó bỏ ra. Khái niệm nghịch thiên cải mệnh không phải là phản đối ý thần mệnh, mà thực tế là mỗi người chúng ta đều đang dấn thân vào hành trình tìm kiếm, khám phá và cải thiện số mệnh con người của mình. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả luận giải về vận trình tử vi của người tuổi Đinh Mùi sinh 1967, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Kênh Minh Đường Tử Vi sẽ giúp cho quý bản mệnh dự đoán vận trình công danh, sự nghiệp, tiền bạc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe, cũng như những thuận lợi và khó khăn có thể gặp phải trong thời gian này. Đây là những thông tin chưa từng được tiết lộ và chỉ cần chú ý nắm bắt vận may, quý bản mệnh sẽ đắc tài đắc lộc, tiền về ngập két, hết khổ đổi đời thành công. Ngoài ra, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem liệu tuổi Đinh Mùi có gặp phải những khó khăn nào trong thời điểm này, cách hóa giải ra sao để rước tài lộc may mắn về nhà. Mong rằng quý khán giả sẽ yêu thích video này và xem hết để nắm bắt cơ hội vàng, đổi đời và giàu có viên mãn. Tuổi Đinh Mùi sinh 1967 cầm tinh con dê, hay còn được gọi với cái tên khác là Thất Quần Chi Dương, tức là con dê lạc bầy. Đinh Mùi với nạp âm hành thủy, do can đinh là quả ghép với chi mùi là thổ quả, sinh nhập thổ bằng can sinh chi. Tuổi con dê là lứa tuổi có căn bản, thực lực hơn người, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời. Nếu ngày sinh có hàng can mậu kỷ, sinh giờ sửu mùi còn được hưởng phúc lớn của dòng họ, sinh vào hai mùa thu và đồng là thuận mùa sinh. Đinh Mùi thuộc mẫu người điềm đạm, nhân hậu, tiếng nói thanh nhã, đó là đặc tính của can đinh. Rất mẫn cảm, thích an phận thủ thường, không muốn đảm trách đại sự, cẩn thận và tỉ mỉ trong cách xử lý công việc. Tuy nhiên, đôi khi quá cẩn thận và do dự nên đã bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt trong tầm tay. Tính tình lương thiện, mềm mỏng, nhiều khả năng thuyết phục nên dễ thu phục nhân tâm. Tuổi Đinh Mùi sinh 1967 thuộc mệnh thủy, thiên hà thủy giải nghĩa nạp âm, thiên hà thủy tức là nước trên trời, hay còn được gọi là nước mưa trời vô cùng tinh khiết. Người mệnh này sống lịch thiệp, nhã nhặn, trí tuệ thông thái. Đặc trưng cơ bản nhất của những người tuổi Đinh Mùi 1967 thuộc mệnh thiên hà thủy đó là sự thông minh, trí tuệ. Vì trong ngũ hành, hành thủy chủ trí tuệ gọi là nước mưa, hay diễn đạt một cách bóng bẩy là nước thiên hà, là sự kết tinh của hành thủy. Trong 12 con giáp, Đinh Mùi được xem là biểu tượng của tính ôn hòa, thuần hậu. Những nét tính cách này có thể theo họ cả đời, bởi đây dường như là đặc trưng cơ bản nhất của người tuổi Đinh Mùi. Nếu đường đời được thuận lợi thì sẽ có được vẻ phong nhã, thanh nhàn. Nhưng nếu cuộc sống không được như ý, gặp nhiều vất vả, gian truân thất bại, thì Đinh Mùi lại trở nên rất bi quan, ủy mị chán chường. Với cách hành sự luôn thể hiện sự chân thành, ấm áp, lại thêm vẻ thanh nhã, Đinh Mùi thường được kính trọng và người ngưỡng mộ. Họ luôn sống theo nguyên tắc tự do, phóng khoáng và đối xử với người khác bằng sự nhân hậu, khoan dung. Họ là người giỏi quán xuyến việc lớn nhỏ trong nhà, bản tính là rất yêu trẻ con và vật nuôi nên rất phù hợp với đời sống gia đình. Dù có tính cách ưa sự nhẹ nhàng, hòa hảo, không thích tranh cãi, xung đột, nhưng họ không bao giờ khuất phục trước bất cứ một sự đè nén, chèn ép nào, không bao giờ có thể ép buộc người họ làm điều họ không muốn. Trong sáng và nhân hậu là nét tính cách cao quý của Đinh Mùi. Họ thường sẵn sàng giúp đỡ những người đang trong cơn hoạn nạn. Đinh Mùi nhạy cảm và đôi khi thích tìm niềm vui trong những mơ màng, ảo tưởng hơn là những cuộc vui thật sự. Bản thân cũng thích thu hút sự chú ý của người khác và nhận được sự thán phục đối với năng lực bản thân. Người tuổi này rất khôn ngoan khi lựa chọn công việc để có thể tận dụng tối đa thế mạnh của họ. Nếu không sinh trong những giờ như Thìn, Tỵ, Dần,
thì Đinh Mùi sẽ khó lòng phù hợp với những công việc đòi hỏi trách nhiệm và sự nhạy bén cao, thay vào đó thì sẽ phù hợp với những công việc cho phép được làm theo ý mình, được tự do, tự tại. Nhìn chung, Đinh Mùi dễ dàng vượt khó khăn và thất bại, bởi xung quanh họ luôn có sự giúp đỡ từ những người thân quý. Đinh Mùi chỉ thích làm những việc mà họ thực sự hứng thú. Họ nhanh chóng nhận ra điều mình muốn theo đuổi trong cuộc đời một cách rất tự nhiên. Khi phải đối diện với những việc không muốn làm thì sẽ chẳng ngại ngừng từ chối. Nhưng họ không phải những con người sẵn sàng thẳng tuột, mà ngược lại rất lịch sự, kiên nhẫn, dịu dàng để việc sự diễn ra vừa thuận lợi cho mình, vừa đẹp lòng cho người. Có ai có thể hiểu hết những cảm xúc đang diễn ra trong nội tâm của người tuổi Đinh Mùi? Họ không muốn để lộ suy nghĩ của mình ra ngoài cho người khác hiểu, chỉ trừ khi họ đang trong cơn tức giận tột cùng. Trên thực tế, tuổi Đinh Mùi rất giỏi dàn xếp khi có tranh cãi hay bất hòa và dễ tạo được không khí hòa thuận xung quanh. Họ rất thích giao tiếp, những ai có thiện ý với họ đều được đối đãi tử tế. Trong cuộc đời của Đinh Mùi, hiếm khi phải lo lắng về ba điều thiết yếu trong đời sống, gồm cái ăn, cái mặc, nơi ở. Dù đi bất cứ đâu thì họ cũng dễ dàng kết bạn, vì họ luôn đối xử với người xung quanh rất chân thành, trung thực. Đinh Mùi được cho là dễ có đời sống hôn nhân mãn nguyện. Họ không chỉ được bạn đời yêu thương mà còn được họ hàng quý mến. Dân gian cho rằng tuổi Đinh Mùi sinh vào các mùa đều tốt, riêng mùa đông là vất vả hơn vì mùa đông ít có cỏ để ăn. Tuy vậy, nhưng thực tế là dù hoàn cảnh xung quanh có như thế nào thì Đinh Mùi cũng không cần quá lo, bởi vận số may mắn sẽ được quý nhân phù trợ, nhận được sự chủ động giúp đỡ từ những người xung quanh. Dù trong cảnh khốn cùng thì vẫn có thể xoay sở vượt qua, nhờ vào sự giúp đỡ từ cha mẹ, họ hàng, bạn bè, xã hội. Nhìn chung, Đinh Mùi dễ dàng vượt khó khăn và thất bại, bởi xung quanh họ luôn có sự giúp đỡ từ những người thân. Đinh Mùi chỉ thích làm những việc mà họ thực sự hứng thú. Họ nhanh chóng nhận ra điều mình muốn theo đuổi trong cuộc đời một cách rất tự nhiên. Khi phải đối diện với những việc không muốn làm thì sẽ chẳng ngại ngần từ chối. Nhưng họ không phải những con người sẵn sàng thẳng tuột, mà ngược lại rất lịch sự, kiên nhẫn, dịu dàng để việc sự diễn ra vừa thuận lợi cho mình, vừa đẹp lòng cho người. Khó ai có thể hiểu hết những cảm xúc đang diễn ra trong nội tâm của Đinh Mùi. Họ không muốn để lộ suy nghĩ của mình ra ngoài cho người khác hiểu, chỉ trừ khi họ đang trong cơn tức giận tột cùng. Trên thực tế, Đinh Mùi rất giỏi dàn xếp. Khi có tranh cãi hay bất hòa, họ dễ tạo được không khí hòa thuận xung quanh. Đinh Mùi rất thích giao tiếp, những ai có thiện ý với họ đều được đối đãi tử tế. Đinh Mùi cũng không thích nói thẳng, vì vậy đôi khi cách hành xử của họ có phần không thẳng thắn, trực diện, khiến người khác cảm thấy lòng vòng, rắc rối, bực mình. Nhưng đó là bản tính của họ, đừng hy vọng họ xô bồ trong thái độ cử chỉ và đặc biệt là ngôn từ. Những gì họ nói ra chỉ là một phần nhỏ của những gì họ nghĩ. Những ai muốn thực sự hiểu thấu họ thì cần phải kiên trì dành thời gian để hiểu từng chút một. Người nghe hãy từ tốn gật đầu trong suốt cuộc trò chuyện để thể hiện sự đồng tình. Để biết hết những suy nghĩ, cảm nhận của họ, có thể sẽ mất khá nhiều thời gian. Nhưng sâu xa đằng sau sự lòng vòng, không thích thẳng thắn trực diện này chính là vì họ luôn biết chừa cho mình một đường lui. Vì tính cách mềm mỏng, hơi thiếu quả quyết liệt, Đinh Mùi cần hợp tác với những người có tính cách mạnh mẽ, bởi chỉ có kỷ luật thép thì họ mới bớt sự thong dong, nhàn hạ. Để bắt đầu tận dụng hết những khả năng của mình và làm việc thật sự chăm chỉ để có hiệu quả, Đinh Mùi ưa sống trong môi trường quen thuộc, gắn bó rất mật thiết với gia đình. Dường như Đinh Mùi mang trong mình nỗi buồn và sự đa cảm từ trong bản chất. Họ luôn nhìn thế giới một cách khá tiêu cực, vì vậy họ cũng luôn mong những người xung quanh sẽ vực tinh thần họ dậy. Họ rất dễ bị lạc đường, dễ buồn bã, dễ đưa ra những lựa chọn sai khi đi mua sắm. Với bản tính chân thành và điềm tĩnh, thêm vào đó là vẻ ngoài biết tỏ ra đáng thương khi cần, họ luôn biết cách thuyết phục người khác rất hiệu quả. Họ không bao giờ làm tổn thương bạn bè, đôi khi có thể từ bỏ một mối quan hệ để tránh khỏi những cãi giả, xung đột đang xảy ra. Bản thân cũng thích thu hút sự chú ý của người khác và nhận được sự thán phục đối với năng lực bản thân. Họ rất khôn ngoan khi lựa chọn công việc để có thể tận dụng tối đa thế mạnh của bản thân. Nhìn chung trong công việc, mọi người vẫn muốn được hợp tác, làm việc cùng Đinh Mùi. Bởi tâm tính thiện lương, tính tình hiền lành, khả năng hòa đồng, nên họ cũng có thể phát huy năng lực trong tập thể. Điều này sẽ giúp ích nhiều cho sự nghiệp của họ. Nam mệnh. Theo tử vi phương Đông cho thấy, nam mệnh Đinh Mùi có vận thế khá tốt, cả cuộc đời được vận may theo đuổi. Bắt đầu từ trung vận trở đi sẽ được thảnh thơi,
tận hưởng cuộc đời vinh hoa, sang giàu, con cái đủ đầy, gia đình hạnh phúc. Nữ mệnh Đinh Mùi thời trẻ tuổi đặc biệt thích xuất hiện ấn tượng trong mắt mọi người. Họ có nhiều ham thích, đặc biệt với thời trang. Mỗi ngày họ sẵn sàng dành nhiều thời gian để làm đẹp. Họ luôn hành xử duyên dáng và nề nếp, thích trang trí nhà cửa với hoa tươi. Phụ nữ trung niên tuổi Đinh Mùi lại rất quan tâm tới vệ sinh cá nhân, luôn gọn gàng và ăn mặc đẹp mắt. Phụ nữ trẻ tuổi Đinh Mùi cũng thích thể hiện tình yêu một cách không che giấu. Họ rất tin tưởng vào người mình yêu và luôn muốn ở bên người đó từng giây, từng phút. Đối với những người theo đuổi mà họ không hề có hứng thú, thì họ sẽ chẳng mảy may bận tâm đến. Nữ mệnh Đinh Mùi cuộc đời gặp rất nhiều may mắn và thành công, công danh, sự nghiệp rộng mở, sáng lạn, tình duyên viên mãn, tài lộc dồi dào, cả tiền vận, trung vận và hậu vận đều thảnh thơi, an nhàn hưởng phúc, không phải muộn phiền bất cứ chuyện gì. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Đinh Mùi sinh 1967, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch của tuổi Đinh Mùi mang theo một làn gió mới với nhiều dấu hiệu tích cực. Dù năm 2024 sắp kết thúc, người tuổi Đinh Mùi vẫn có những cơ hội quý báu để vươn lên và khẳng định vị thế của mình. Sự xuất hiện của cục diện tam hợp chính là ánh sáng dẫn lối giúp bạn vượt qua khó khăn, thách thức và mở ra con đường thuận lợi cho tương lai. Dù vẫn có những chướng ngại vật, nhưng bạn sẽ thấy rằng mọi vấn đề đều có thể được giải quyết êm đẹp. Biến nguy thành an và mọi khó khăn sẽ trở thành cơ hội để bạn trưởng thành hơn đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch này. Sự nghiệp của người tuổi Đinh Mùi có những bước tiến đáng kể. Nhờ vào năng lực và tinh thần cống hiến, bạn đang tiến gần hơn tới những mục tiêu lớn. Đây là giai đoạn mà những nỗ lực trong suốt thời gian qua bắt đầu kết trái, mang đến cho bạn sự thăng tiến về chức vụ lẫn thu nhập. Hãy sẵn sàng cho những thử thách mới, vì rất có thể bạn sẽ được cấp trên tin tưởng, giao phó những nhiệm vụ quan trọng như dẫn dắt một dự án lớn hay tổ chức sự kiện trọng điểm. Thành công không chỉ đến từ năng lực cá nhân, mà còn từ thái độ làm việc tích cực và cầu thị của bạn. Sự chân thành và nhiệt huyết trong công việc đã giúp bạn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và lãnh đạo, tạo ra nền tảng vững chắc cho những bước tiến mới. Với sự hỗ trợ của tam hợp, mọi nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Thời điểm này, tài vận của người tuổi Mùi cũng vô cùng khởi sắc. Cả chính tài và thiên tài đều đem lại nguồn thu đáng kể, giúp bạn không phải lo lắng về vấn đề tài chính. Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh sẽ nhận thấy cơ hội kiếm tiền từ những mối quan hệ đối tác cũ lẫn mới, hàng hóa lưu thông tốt, doanh thu tăng vọt, mang lại lợi nhuận đáng kể. Đặc biệt, bạn đã biết cách quản lý tài chính một cách khôn ngoan, các khoản chi tiêu đầu tư đều được bạn kiểm soát chặt chẽ, tránh được những rủi ro không đáng có. Điều này càng khiến túi tiền của bạn ngày càng rủng rỉnh, tạo điều kiện để bạn tiếp tục đầu tư sinh lời. Chuyện tình cảm đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch này cũng đánh dấu những chuyển biến đầy tích cực cho người tuổi Đinh Mùi. Với những ai đang độc thân, đây có thể là thời điểm bạn gặp được người đặc biệt, mang đến sự thay đổi bất ngờ và đầy hứa hẹn trong cuộc sống. Mối duyên tình có thể đến từ một sự gặp gỡ tình cờ, nhưng lại nhanh chóng phát triển thành mối quan hệ sâu sắc. Còn với những ai đã có đôi, tình cảm giữa bạn và người ấy sẽ bước vào giai đoạn thăng hoa, lãng mạn hơn bao giờ hết. Những khó khăn, hiểu lầm trước đây sẽ dần tan biến, nhường chỗ cho sự gắn kết và thấu hiểu lẫn nhau. Đây là thời điểm tuyệt vời để cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào, tạo dựng kỷ niệm đáng nhớ sau một hành trình dài đầy thử thách. Tuy nhiên, bên cạnh những niềm vui trong sự nghiệp, tài chính và tình cảm, sức khỏe là khía cạnh mà người tuổi Mùi cần đặc biệt chú ý trong thời điểm này. Do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm mộ, bạn có thể cảm thấy cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi, suy yếu do áp lực công việc và cuộc sống. Dù không phải là những vấn đề sức khỏe quá nghiêm trọng, nhưng nếu không chăm sóc bản thân đúng cách, lâu dài có thể gây hại cho cả thể chất lẫn tinh thần. Lời khuyên dành cho bạn là hãy dành thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn và tái tạo năng lượng. Đừng quên duy trì một lối sống lành mạnh, ăn uống đủ chất và tập thể dục đều đặn. Để cân bằng giữa công việc và cuộc sống, chính những thay đổi nhỏ trong thói quen hàng ngày sẽ giúp bạn duy trì sức khỏe tốt, từ đó tăng hiệu quả trong mọi mặt của cuộc sống. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Đinh Mùi sinh 1967, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024.
Xét về phương diện công danh sự nghiệp, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch của tuổi Đinh Mùi sinh 1967. Bước vào đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, người tuổi Đinh Mùi sẽ chứng kiến nhiều sự thay đổi tích cực và rõ rệt trong sự nghiệp của mình. Với sự trợ lực mạnh mẽ từ tam hợp cục, thời điểm này hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những cơ hội quý báu và con đường thăng tiến mở rộng. Đây là thời điểm để bạn mạnh dạn hiện thực hóa những kế hoạch đã ấp ủ từ lâu, bởi tỷ lệ thành công trong thời điểm này khá cao. Nhờ quý nhân phù trợ, những khó khăn, thử thách trên con đường sự nghiệp của bạn sẽ được giải quyết một cách êm thấm. Với tài năng và sự tháo giác vốn có, tuổi Đinh Mùi nhanh chóng nắm bắt được những cơ hội mới, tích lũy thêm kiến thức và hoàn thiện bản thân. Bạn thể hiện sự hiểu biết sâu sắc trong lĩnh vực mình đang theo đuổi và trở thành cánh tay đắc lực cho lãnh đạo. Sự nhạy bén trong công việc đã giúp bạn xử lý mọi tình huống một cách trơn tru, khiến mọi nhiệm vụ được hoàn thành một cách xuất sắc. Những nỗ lực không ngừng nghỉ, cùng thái độ làm việc nghiêm túc và đầy trách nhiệm của bạn đã được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao. Một số người thậm chí có thể được giao trọng trách lớn như thay mặt công ty tổ chức các sự kiện quan trọng, hay được cử đi công tác để nắm giữ những dự án tiềm năng. Đây là những cơ hội dạng để bạn tỏa sáng và khẳng định năng lực của bản thân trong mắt đồng nghiệp cũng như lãnh đạo. Nhờ khả năng giao tiếp linh hoạt và tự tin, bạn dễ dàng tạo dựng được những mối quan hệ hợp tác triển vọng. Càng về cuối tháng, sự nghiệp của bạn càng có nhiều bước tiến khởi sắc, không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Bạn còn mang về cho doanh nghiệp những bản hợp đồng lớn, nâng cao uy tín và danh tiếng của mình trong mắt đối tác. Điều quan trọng là dẫn quý nhân trong thời điểm này của tuổi Đinh Mùi đang trên đà tăng cao, những người xung quanh không chỉ là đồng nghiệp mà còn có thể trở thành những người bạn đồng hành, sẵn sàng giúp đỡ và chỉ bảo bạn trong những lúc khó khăn. Đây chính là yếu tố then chốt giúp bạn vượt qua mọi thách thức và tiến tới thành công. Tuy vậy, không phải mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Sự xuất hiện của hung tinh ngũ quỷ ẩn tàng trong thời điểm này là lời nhắc nhở rằng bạn cần cẩn trọng với những rủi ro bất ngờ, nguy cơ gặp phải mâu thuẫn, xung đột với đồng nghiệp hoặc đối tác có thể gia tăng. Nếu bạn không kiểm soát tốt cảm xúc, những tranh cãi không đáng có chỉ khiến bạn mất đi sự tập trung và thậm chí gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp. Lời khuyên dành cho bạn là hãy hạn chế tối đa việc tranh luận không cần thiết, tránh để những mâu thuẫn nhỏ lẻ trở thành vấn đề lớn. Thay vào đó, bạn chỉ cần tập trung vào công việc của mình, duy trì sự chuyên nghiệp và bình tĩnh trước mọi tình huống. Điều này không chỉ giúp bạn bảo vệ bản thân, mà còn tạo ra một môi trường làm việc hài hòa và thuận lợi cho sự phát triển dài hạn. Nhìn chung, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch là một thời điểm này hứa hẹn nhiều cơ hội thăng tiến cho người tuổi Đinh Mùi. Để đạt được thành công, bạn cần tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và lãnh đạo, đồng thời khéo léo xây dựng sự tin tưởng và hợp tác với khách hàng. Đây sẽ là chìa khóa giúp bạn hoàn thành những mục tiêu lớn trong thời điểm này. Bên cạnh đó, hãy sẵn sàng đối mặt với áp lực và trách nhiệm mới. Mỗi thử thách đều là cơ hội để bạn học hỏi và phát triển bản thân. Đừng ngần ngại tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người xung quanh và từ quý nhân, bởi họ sẽ là những người mang lại cho bạn sự chỉ dẫn quý báu. Việc nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn không chỉ giúp bạn vượt qua khó khăn hiện tại, mà còn mở ra những cánh cửa mới cho sự nghiệp trong tương lai. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Đinh Mùi sinh 1967, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, tài vận khởi sắc, tiền bạc dồi dào. Thời điểm này, tài lộc của người tuổi Đinh Mùi được dự đoán sẽ có sự bùng nổ mạnh mẽ, mang đến những cơ hội tài chính mới mẻ và hấp dẫn. Không chỉ sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, mà tài chính của bạn cũng hứa hẹn sẽ có những bước phát triển vượt bậc. Thời điểm này, người tuổi Đinh Mùi sẽ cảm thấy vô cùng yên tâm khi không còn phải lo lắng về tiền bạc, bởi cả nguồn thu từ chính tài lẫn thiên tài đều vô cùng dồi dào, mang lại nguồn thu nhập ổn định và tăng trưởng liên tục. Với những ai đang làm việc trong môi trường công sở, thời điểm này hứa hẹn sẽ là thời điểm bạn chứng kiến sự tăng trưởng rõ rệt trong thu nhập của mình. Khả năng ký kết hợp đồng thành công, thực hiện các giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra trôi chảy, mang lại cho bạn nhiều phần thưởng xứng đáng. Việc hoàn thành các dự án quan trọng không chỉ giúp bạn đạt được danh tiếng trong công việc, mà còn mang về một khoản hoa hồng rủng rỉnh, giúp cuộc sống của bạn trở nên sung túc hơn bao giờ hết. Những thành tựu trong công việc không chỉ giúp bạn tăng thu nhập, mà còn tạo điều kiện cho bạn tận hưởng một cuộc sống thoải mái, không còn phải suy nghĩ nhiều về các khoản chi tiêu hàng ngày.
Đây chính là lúc bạn có thể an tâm lên kế hoạch cho những dự định tài chính lớn hơn trong tương lai. Đối với những ai đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư, thời điểm này mang đến một sự tự tin lớn trong việc chinh phục thị trường. Nhờ vào tài năng, kinh nghiệm và nhân duyên tốt, bạn có thể dễ dàng đẩy mạnh việc bán hàng, thu hút khách hàng và tạo ra lợi nhuận vượt trội. Các sản phẩm, dịch vụ mà bạn cung cấp đang được thị trường đón nhận nồng nhiệt, giúp việc tiêu thụ trở nên nhanh chóng như tôm tươi, mang lại nguồn thu khổng lồ cho bạn. Bên cạnh đó, thời điểm này cũng là thời điểm bạn cảm thấy sẵn sàng để dấn thân vào những dự án mới, mạnh dạn thử sức ở những lĩnh vực mới mẻ với hy vọng rằng những quyết định táo bạo sẽ mang lại thành công rực rỡ. Tâm lý lạc quan và quyết tâm cao độ chính là yếu tố giúp bạn vượt qua mọi thử thách và đạt được kết quả tài chính như mong muốn, dù cho tài chính đang trên đã phát triển mạnh mẽ. Người tuổi Đinh Mùi vẫn không nên lơ là việc quản lý tiền bạc. Tài lộc có dồi dào đến đâu cũng cần phải được kiểm soát một cách hợp lý và cẩn thận. Đây là thời điểm bạn nên chú trọng đến việc cân bằng giữa thu và chi, đảm bảo rằng mỗi đồng tiền đều được đầu tư và sử dụng một cách hiệu quả nhất. Việc đầu tư trong thời điểm này cần sự thận trọng, chọn lọc kỹ lưỡng các kênh đầu tư an toàn và bền vững, tránh những rủi ro không cần thiết. Hãy cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định, không để mình bị cuốn vào những trò may rủi hay đầu cơ quá mức. Việc lựa chọn những phương pháp quản lý tài chính hợp lý sẽ giúp bạn duy trì được dòng tiền ổn định, đồng thời mang lại lợi nhuận lâu dài và bền vững. Ngoài ra, với tình hình tài chính dồi dào trong thời điểm này, bạn sẽ có cơ hội giải quyết các khoản nợ cũ nếu có, giúp giảm bớt áp lực về mặt tinh thần và tài chính. Đây là thời điểm tốt để bạn tập trung vào việc làm giàu một cách chân chính và bền vững, tránh xa những hành động liều lĩnh như đánh bạc hay tham gia vào các trò đỏ đen. Bởi đây không chỉ là con đường nguy hiểm mà còn có thể dẫn đến việc mất đi toàn bộ thành quả mà bạn đã dày công gây dựng. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Đinh Mùi sinh 1967 đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho đời sống tình cảm của người tuổi Đinh Mùi. Đây là thời điểm những người tuổi Đinh Mùi sẽ cảm nhận rõ rệt sự thăng hoa trong chuyện tình cảm, nhờ vào nỗ lực xây dựng và vun đắp yêu thương từ chính bản thân bạn. May mắn không tự nhiên đến mà đó là kết quả từ những hành động chân thành, sự kiên trì và mong muốn sâu sắc được sống trọn vẹn trong tình yêu. Với người tuổi Đinh Mùi còn độc thân, thời điểm này là cơ hội vàng để bạn bước ra khỏi vỏ bọc cô đơn của mình. Những cuộc gặp gỡ định mệnh, những mối nhân duyên bất ngờ có thể xuất hiện trong những tình huống mà bạn không ngờ tới, như một buổi họp mặt bạn bè, một lần đi dạo phố hay thậm chí là trong công việc hàng ngày. Hãy mở lòng đón nhận những điều mới mẻ, bởi tình yêu đang chờ đợi bạn ở phía trước. Đây cũng là lúc để bạn gạt bỏ quá khứ, buông bỏ những vết thương cũ và tập trung vào những điều tốt đẹp hiện tại. Nhân duyên tốt lành sẽ đến khi bạn sẵn sàng đón nhận hạnh phúc, và khi đó bạn sẽ cảm thấy như được hồi sinh trong tình yêu. Đừng ngại ngần tiến bước, bởi hạnh phúc không còn là điều xa vời nữa, nó đang tiến đến thật gần với bạn trong thời điểm này. Đối với những ai đã có đôi, thời điểm này hứa hẹn sẽ là khoảng thời gian rực rỡ và đầy đam mê cho tình yêu của bạn. Bạn sẽ cảm nhận rõ nét sự ấm áp, nhiệt huyết và chân thành từ người bạn đời của mình. Những thăng trầm, thử thách mà cả hai đã cùng nhau vượt qua chỉ làm cho mối quan hệ trở nên bền chặt và khăng khít hơn bao giờ hết. Tình yêu càng thêm nồng nàn, những cử chỉ quan tâm, chia sẻ từ cả hai phía sẽ giúp cho mối quan hệ thêm phần thăng hoa. Nếu tình cảm đã chín mùi, đây chính là thời điểm lý tưởng để bạn và người ấy nghĩ đến chuyện kết hôn. Đừng để tình yêu kéo dài quá lâu mà không có bước tiến mới, vì điều đó có thể gây ra những lo ngại hoặc bất ổn không đáng có. Khi tất cả đã thuận lợi, việc cùng nhau xây dựng một gia đình sẽ là quyết định tuyệt vời, mở ra một chương mới đầy hạnh phúc và viên mãn. Thời điểm này cũng mang đến cơ hội để các cặp vợ chồng hòa giải những mâu thuẫn nhỏ nhặt, giúp tình cảm vợ chồng thêm phần khăng khít và bền vững. Nếu trước đây có những hiểu lầm hay bất đồng, đây là lúc để cả hai lắng nghe nhau và tìm cách hâm nóng tình cảm. Gia đình bạn sẽ trở nên êm ấm, hài hòa hơn nếu cả hai cùng dành thời gian quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Thời điểm này rất thích hợp để gia đình bạn cùng nhau lên kế hoạch cho một chuyến du lịch, vừa giúp gắn kết tinh thần, vừa tạo thêm kỷ niệm đẹp cho các thành viên. Những khoảng thời gian bên nhau, cùng nhau tận hưởng những giây phút thư giãn sẽ làm cho mối quan hệ gia đình trở nên gần gũi và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Đinh Mùi sinh 1967, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch.
Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch mang lại cho người tuổi Đinh Mùi một sức khỏe tương đối ổn định. Tuy nhiên, đây không phải là thời điểm để chủ quan, bởi dưới tác động của nguyệt lệnh lâm mộ, sức khỏe của bạn có thể gặp phải một số vấn đề tiềm ẩn, dù không quá nghiêm trọng. Những vấn đề này nếu không được chú ý và xử lý kịp thời, có thể để lại hậu quả lâu dài, gây ảnh hưởng đến cơ thể và tinh thần của bạn vào đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch này. Sự bận rộn trong công việc cùng những áp lực từ cuộc sống có thể khiến người tuổi Đinh Mùi dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, căng thẳng. Các triệu chứng như đau đầu, mất ngủ hay suy giảm năng lượng có thể xuất hiện nếu bạn không biết cách cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi. Nguyệt lệnh lâm mộ cũng là dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn có thể đang gặp phải những tác động tiêu cực từ nhịp sống quá nhanh và không có thời gian nghỉ ngơi đúng cách. Cách tốt nhất để cải thiện tình trạng này chính là điều chỉnh lại thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Đừng cố gắng ép buộc bản thân phải làm việc quá sức, mà hãy học cách lắng nghe cơ thể và dành cho mình những khoảng thời gian để thư giãn. Khi bạn biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống, những triệu chứng mệt mỏi sẽ dần biến mất, giúp tinh thần được hồi phục và cơ thể tràn đầy năng lượng trở lại. Ngoài việc chú trọng đến nghỉ ngơi, tuổi Đinh Mùi cũng nên dành thời gian cho việc rèn luyện thể chất trong thời điểm này. Việc duy trì thói quen luyện tập thể dục thể thao không chỉ giúp tăng cường sức đề kháng, mà còn là cách để cơ thể chống chọi lại các bệnh tật. Những bài tập nhẹ nhàng như yoga, đi bộ hay bơi lội có thể giúp cải thiện tuần hoàn máu, giảm căng thẳng và mang lại sự dẻo dai cho cơ thể. Nếu bạn chưa có thói quen tập thể dục, hãy bắt đầu từ những bước đơn giản mỗi ngày một chút để cơ thể dần quen với nhịp độ mới. Thời điểm này cũng là thời điểm tốt để bạn thay đổi chế độ dinh dưỡng, bổ sung thêm các thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất, giúp cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy sinh lực. Không chỉ dừng lại ở những vấn đề về thể lực, thời điểm này người tuổi Đinh Mùi cũng cần đặc biệt cẩn thận với các tình huống không mong muốn. Do sự tác động của hung tinh ngũ quỷ, đây là điềm báo về những rủi ro bất ngờ như tai nạn giao thông hoặc sự cố ngoài ý muốn. Vì vậy trong thời điểm này, bạn nên hạn chế ra ngoài quá khuya, luôn đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông và đặc biệt là nên tránh sử dụng các chất kích thích như rượu bia khi lái xe. Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý đến môi trường xung quanh mình, tránh xa các tình huống nguy hiểm và không nên tham gia vào những hoạt động mạo hiểm để bảo vệ cơ thể. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình sau đây là nội dung chi tiết về vận trình tử vi chi tiết cho tuổi Đinh Mùi sinh 1967, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên là tử vi từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 24 tháng 10 âm lịch của tuổi Đinh Mùi sinh 1967. Thời gian này của tháng 10 âm lịch mang đến cho tuổi Đinh Mùi một số dấu hiệu tích cực, đặc biệt là trong công việc, nhờ vào sự thông minh, nhanh nhẹn và khả năng lãnh đạo tốt. Bạn có thể giải quyết được những vấn đề còn tồn đọng từ trước đó. Đây là lúc bạn cảm thấy tự tin hơn trong việc đưa ra quyết định và quản lý công việc một cách hiệu quả. Những ai đang trong giai đoạn khởi nghiệp hoặc phát triển dự án cá nhân sẽ có nhiều cơ hội tốt để mở rộng và phát triển hơn nữa. Tài chính của tuổi Đinh Mùi trong thời điểm này có xu hướng ổn định và có thể tăng trưởng nhẹ nếu bạn đang cân nhắc việc đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh. Đây là thời điểm thuận lợi để tiến hành, tuy nhiên, cần phải chú ý đến những rủi ro tiềm ẩn và luôn chuẩn bị sẵn sàng các phương án dự phòng trong trường hợp không như ý. Chuyện tình cảm của bạn trong thời điểm này diễn ra khá êm đẹp. Đối với những ai đang có gia đình, đây là thời gian lý tưởng để dành thời gian cho người thân yêu. Những bữa cơm gia đình ấm cúng hay những hoạt động chung giúp thắt chặt tình cảm giữa các thành viên. Đối với người độc thân, thời điểm này có thể là lúc bạn gặp gỡ và bắt đầu những mối quan hệ mới. Hãy mở lòng và đón nhận những điều mới mẻ trong cuộc sống. Về sức khỏe trong thời điểm này, bạn có thể cảm thấy hơi kiệt sức do làm việc quá nhiều trong thời gian dài. Hãy chú trọng hơn đến việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Nếu có thể, hãy dành thời gian cho những chuyến đi ngắn ngày hoặc những hoạt động thể thao nhẹ nhàng để lấy lại năng lượng. Quý nhân phù trợ là tuổi Mùi và tuổi Thìn. Tiểu nhân là tuổi Mão và tuổi Dậu. Màu sắc may mắn là màu đỏ và màu vàng. Tiếp theo là tử vi từ ngày 25 tháng 10 đến hết tháng 10 âm lịch của tuổi Đinh Mùi sinh 1967. Thời điểm này của tuổi Đinh Mùi sẽ phải đối mặt với một số khó khăn trong công việc khi những áp lực cũ vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên, với sự bền bỉ và quyết tâm của mình, bạn hoàn toàn có thể vượt qua và đạt được những kết quả khả quan.
Hãy cẩn thận với những mối quan hệ đồng nghiệp xung quanh, vì có thể sẽ xuất hiện những sự cạnh tranh hoặc ganh đua không lành mạnh. Về tài chính trong thời điểm này, bạn cần cẩn trọng hơn trong việc chi tiêu và quản lý tài chính cá nhân. Đừng vội vàng đầu tư lớn hoặc chi tiêu xa hoa vào thời điểm này. Hãy giữ sự tỉnh táo và lập kế hoạch tài chính dài hạn để đảm bảo an toàn cho tương lai. Sức khỏe của bản mệnh trong thời điểm này có dấu hiệu cải thiện nếu bạn chú ý hơn đến việc nghỉ ngơi và sinh hoạt hợp lý. Đừng quên bổ sung đầy đủ dưỡng chất và chăm sóc cơ thể, vì điều này sẽ giúp bạn duy trì năng lượng để đối mặt với các thách thức phía trước. Chuyện tình cảm của bạn trong thời điểm này khá êm đềm. Những cặp đôi đã kết hôn sẽ có thời gian gắn kết với nhau hơn, đặc biệt là trong những ngày cuối. Hãy tạo ra những kỷ niệm đẹp và quan tâm lẫn nhau để giữ lửa cho tình yêu. Quý nhân phù trợ là tuổi Ngọ và tuổi Mùi. Tiểu nhân là tuổi Dậu và tuổi Thân. Màu sắc may mắn là màu trắng và màu nâu. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Đinh Mùi 1967 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh. Phật bản mệnh Văn Thù Bồ Tát. Phật bản mệnh Văn Thù Bồ Tát mang đến sự phù hộ và độ trì cho người tuổi Đinh Mùi sinh 1967. Tượng Phật Văn Thù cầm kiếm phát ra ngọn lửa cao, tượng trưng cho trí tuệ, khả năng phân biệt tốt xấu. Tay trái cuốn kinh Bát Nhã biểu tượng cho sự giác ngộ, khả năng nhìn thấu sâu sắc về cuộc sống. Sự bổ sung cành sen còn thể hiện ý nghĩa về đạo đức và sự thanh khiết hộ thân của Phật bản mệnh, đại diện cho sự phù hộ và độ trì trên con đường cuộc sống. Mặt Phật là sự tượng trưng cho niềm tin và sự tin cậy, mang theo bình an và đương đầu trước khó khăn. Phật bản mệnh bảo vệ khỏi tiểu nhân và hỗ trợ tập trung vào sự nghiệp phát triển, hướng đến mục tiêu vượt qua khó khăn, khai mở trí tuệ, học tập tốt và tạo nên tương lai mở rộng. Nhiều người lựa chọn đeo Phật bản mệnh để hóa giải những vấn đề về tình duyên và mong muốn bảo vệ gia đình khỏi điều không tốt. Tóm lại, tượng Phật bản mệnh Văn Thù mang ý nghĩa của sự độ trì trí tuệ và sự bình an, phù hộ cho người tuổi Đinh Mùi sinh 1967, giúp họ phát triển tư duy, thành công trong công việc và hòa hợp trong công việc, cuộc sống. Tượng Phật Di Lặc. Tượng Phật Di Lặc được coi là biểu tượng của sự hạnh phúc, an lành và tinh thần lạc quan trong đời sống. Người sinh tuổi Đinh Mùi sinh 1967 mệnh Kim Bạch Kim thường mang trong mình khả năng đối mặt với các phép thuật và khó khăn một cách quyết đoán. Tượng Phật Di Lặc với biểu tượng của một vị Phật mang bao tải tiền và mỉm cười hạnh phúc. Điều này thể hiện sự lạc quan, niềm vui trong cuộc sống và sự giàu sang, phú quý. Tượng Phật Di Lặc thể hiện tinh thần hòa hợp, đồng cảm và lòng bác ái. Điều này phù hợp với bản chất thông minh, trí thông minh của người tuổi Đinh Mùi, khi họ có khả năng thông minh và kết nối với người khác một cách tốt đẹp. Với tư duy linh hoạt và sự kiên nhẫn của mình, tuổi Đinh Mùi có thể tận dụng tượng Phật Di Lặc để tạo ra môi trường tích cực và hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày. Tượng này nhắc nhở họ về tầm quan trọng của lạc quan, hòa thuận và lòng bác ái, giúp họ vượt qua khó khăn và tạo nên cuộc sống thịnh vượng và an lành. Tượng Tỳ Hưu. Tượng Tỳ Hưu là một biểu tượng phong thủy quan trọng trong văn hóa Á Đông, được coi là linh vật mang đến may mắn, bình an và bảo vệ. Đối với người tuổi Đinh Mùi sinh 1967, tượng Tỳ Hưu có ý nghĩa đặc biệt và tương hợp. Tượng Tỳ Hưu được coi là biểu tượng may mắn, mang lại sự bình an cho gia đình và cuộc sống. Đối với người tuổi Đinh Mùi, tượng Tỳ Hưu có thể giúp họ thu hút năng lượng tích cực, tạo ra môi trường thịnh vượng và an lành. Tượng Tỳ Hưu cũng được cho là có khả năng bảo vệ khỏi những thế lực tiêu cực và hóa giải những nguy cơ tiềm tàng với khó khăn của tuổi Đinh Mùi. Tượng Tỳ Hưu có thể giúp họ vượt qua những thách thức một cách bình an. Tượng Tỳ Hưu thường được kết hợp với tài lộc và thịnh vượng. Với tầm nhìn mở rộng và tinh thần trách nhiệm, người tuổi Đinh Mùi có thể tận dụng tượng Tỳ Hưu để thu hút cơ hội tốt trong sự nghiệp và tài chính. Ngoài ra, tượng này có thể giúp hóa giải những trở ngại trong mối quan hệ và mang lại sự hòa hợp. Tóm lại,
Tượng Tỳ Hưu mang đến nhiều ý nghĩa tích cực cho người tuổi Đinh Mùi sinh 1967, bao gồm may mắn, bình an, bảo vệ, thịnh vượng và sự hòa hợp trong nhân duyên. Nó có thể là một biểu tượng đáng giá để họ mang theo, nhằm tạo ra một môi trường tích cực và thịnh vượng trong cuộc sống hàng ngày. Thiềm Thư Cốc Ba Chân. Tượng Thiềm Thư là một biểu tượng phong thủy quan trọng, mang ý nghĩa tài lộc, thịnh vượng, bình an. Đối với tuổi Đinh Mùi sinh 1967, tượng Thiềm Thư mang đến nhiều ý nghĩa tích cực. Người tuổi Đinh Mùi thường có bản lĩnh và sự mạo hiểm trong cuộc sống. Tượng Thiềm Thư có thể hỗ trợ và tăng cường khả năng này bằng cách thu hút khả năng tài lộc và thịnh vượng. Với khả năng đối mặt với khó khăn và các thách thức, vật phẩm này có thể giúp họ vượt qua trở ngại và tạo ra môi trường kinh doanh, công việc và tài chính thịnh vượng. Ngoài ra, tượng Thiềm Thư còn mang ý nghĩa của sự bình an và bảo vệ đối với người tuổi Đinh Mùi. Điều này có thể giúp họ duy trì tinh thần lạc quan và tự tin, đồng thời hóa giải những nguy cơ tiềm tàng. Tượng Thiềm Thư không chỉ là một biểu tượng mang tính tâm linh, mà còn là một biểu tượng thể hiện quyết tâm và sự kiên nhẫn của người tuổi Đinh Mùi để đạt được thành công và thịnh vượng trong cuộc sống. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, quý khán giả có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả ở các video tiếp theo.